vì sao cháy quán karaoke thường gây thiệt hại lớn về người. Những vụ việc cháy quán karaoke thường gây thiệt hại nghiêm trọng khiến nhiều người đặt câu hỏi về mức độ an toàn của những công trình như thế này. 13, 6, 5 hay 3 là các con số thể hiện cho số nạn nhân thiệt mạng trong các vụ cháy liên quan đến quán karaoke. Hôm ngày 1 tháng 8, sự việc đau lòng khi 3 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy công an quận Cầu Giấy hy sinh khi làm nhiệm vụ tại quán karaoke số 231 Quang Hoa, phường Quang Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến nhiều người bàng hoàng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà các vụ cháy quán karaoke có thiệt hại lớn về người và tài sản xảy ra. Vậy tại sao ở những quán karaoke khi có sự cố hỏa hoạn lại gây thiệt hại lớn? Cháy quán bar và quán karaoke được đánh giá là rất khó để dập nhanh. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc phòng hát karaoke bị cháy nổ đó là do thiết bị phòng hát không đảm bảo an toàn về việc phòng cháy chữa cháy. Đa phần các quán karaoke đều thiết kế phòng hát cách âm rất cao, không gian trong và ngoài đều kín. Điều này khiến người bên ngoài khó nhận biết đám cháy trong phòng hát và người bên trong phòng cũng không định hình được những mối nguy hại cháy nổ bên ngoài. Ngoài ra, điểm chung của các quán bar hay karaoke khách sạn, đa phần đều được chủ cơ sở thay đổi kết cấu bên trong, cải tạo sửa chữa và trang trí nội thất thật sang trọng, bắt mắt để thu hút khách hàng. Quá trình tiến hành sửa chữa là một trong những mối nguy hại lớn nhất dẫn đến cháy nổ tại quán karaoke. Khi thợ hàn cắt kim loại, không tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, hút thuốc, bật lửa khi làm việc. Cùng với đó, hiểm họa từ sự cố chập điện do các quán bar thường xuyên sử dụng công suất điện lớn cho hệ thống âm thanh, ánh sáng, biển quảng cáo. Nguy cơ là vậy, song công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện hiện nay chưa đáp ứng tốt yêu cầu. Nhiều cơ sở không có phương án chữa cháy thoát nạn theo quy định. Nhân viên thường xuyên thay đổi không được tập huấn, trang bị kiến thức cơ bản về phòng ngừa hỏa hoạn. Trên thực tế, đã có những quy định và tiêu chuẩn cho việc thiết kế và hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các quán karaoke, quán bar. Thông tư 47 về phòng cháy chữa cháy khi kinh doanh karaoke vũ trường có quy định rõ về diện tích của một quán karaoke, các thiết kế và các vật liệu sử dụng. Cùng với đó, hệ thống chữa cháy phải đảm bảo khi có sự cố xảy ra để có thể ứng cứu kịp thời. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.